Sáng ngày 12 tháng 9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang là 11,20 m trên mức báo động 2, dưới mức báo động 3 là 0,30 m. Tại cầu Long Biên, ghi nhận của tuổi trẻ online sáng cùng ngày, nước trên sông Hồng vẫn ở mức cao rất sát mặt cầu. Hiện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn cấm xe cộ đi qua trên cầu để đảm bảo an toàn, đặc biệt trong bối cảnh nước sông Hồng dâng cao. Tại khu vực cầu Chương Dương, mực nước trên sông Hồng vẫn ở mức cao. Vì Hà Nội cấm xe trên cầu Long Biên, nên lượng xe máy dồn về cầu này rất đông, dẫn tới tình trạng ung tắc tại các lối lên cầu. Từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 9, Hà Nội đã cấm xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ, cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn, lưu thông trên cầu Chương Dương. Tại khu vực ven cầu Nhật Tân, nước lũ dâng cao nhấn chìm các bãi bồi, hoa màu của người dân như chuối, đào, quất, liên quan tới tình hình mưa lũ xảy ra tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa tiếp tục ban hành công văn hỏa tốc về tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội cho biết lũ trên một số sông còn tiếp tục lên, duy trì ở mức cao trong nhiều ngày. Trong bối cảnh nhiều năm qua, hệ thống đê điều tại Hà Nội không chịu tác động của lũ lớn có thể xảy ra nguy cơ uy hiếp an toàn đê điều.